Hôm nay mùng 4 Tết mình đưa mọi người đi uống cà phê nha mọi người. Giờ này là 5 giờ chiều. Mình đi dạo một vòng và sau đó thì vào quán uống cà phê. Đây là cái con đường và cái quán nằm ở chỗ đây. Thời tiết năm nay mình thấy nó sao đó mọi người. Mới mùng 3 Tết thì có mưa phùn nè, vài gió se se lạnh lạnh nè. Hôm nay mùng 4 trời không có mưa phùn, vẫn còn gió nha mọi người. Gió quá, vào cà phê ngồi thôi mọi người. Mình không biết cái con đường này là con đường gì nữa mọi người, nhưng mà mình thấy cái quán này không gian rất là đẹp mọi người. Mình quay cho mọi người cùng xem. Và hôm nay mình mời mọi người đi uống cà phê với mình nha. Hôm nay là mùng 4 Tết. Mình thấy quán có bảng hiệu là Amaya Garden. Quán có sân vườn và máy lạnh. Bên trong quán mình thấy có cái khu là máy lạnh, một bên là sân vườn mọi người à. Nếu như mình thích ngồi ở đâu thì mình ngồi. Mình thấy cái không gian sân vườn này mọi người, nhìn vào cũng thấy đẹp này mọi người. Kính với ánh đèn rất là sáng luôn. Cái không gian sân vườn này á, nếu như mùa hè mình ngồi rất là mát, thì hôm nay trời có gió thì mình vào bên trong mình ngồi. Rồi bây giờ mọi người cùng theo chân mình vào quán để mình quay và review cho mọi người xem nha. Thì quán có cái bảng đặt ở đây. Mình thấy họ để cái giờ. Đây là cái giờ của họ bán, 6 giờ đến 22 giờ. Rồi bây giờ mình vào bên trong quán nha mọi người. Bước vào quán thì có cái quầy pha chế này mọi người. Mình quay sơ qua ngay cái quầy pha chế cho mọi người xem ha. Thì mình muốn kêu nước gọi món thì mình tới đây đứng đợi order nha mọi người. Ai đến trước thì đứng trước, mình đứng cái xếp hàng để đợi tới lượt mình mua nha mọi người. Thì trong thời gian mình chờ đợi order thì mình để đợi mọi người order hết rồi mình mới tiếp tục tới mình order mọi người à. Rồi sau khi mình cũng đợi thì họ cũng order hết rồi, bây giờ tới phiên mình order để mình xem cái menu có gì mình sẽ gọi nước. Ra và mời mọi người cùng thưởng thức cái ly nước ở đây cùng mình nha. Đây là cái menu hai cái bảng, một bên là nước và một bên là những cái món ăn vặt. Nếu như mình thích ăn cái gì thì mình cứ xem cái menu gọi món ha. Cái quầy pha chế mình thấy họ trang trí nhìn trông rất là dễ thương. Mình quay tổng thể cái quầy pha chế cho mọi người xem nha. Chỉ cần đến quầy và gọi món order những cái menu có sẵn ở trên cái bàn này. Mình xem và gọi món thôi mọi người. Mình quay một vòng cái không gian quán cho mọi người xem nè. Đây là cái bên trong không gian của quán, ngồi có máy quạt và máy lạnh. Mình thấy cái tông màu của quán, cái màu này là màu cam gạch đó mọi người. Cái màu này mình thấy rất là sang và cổ điển. Nhưng mà mình thấy cái màu của quán thì cái màu này á, mùa đông mùa lạnh mình ngồi mình thấy nó phù hợp, nó mát mẻ hơn mọi người. Nhưng mà qua mùa hè nếu như ngồi cái quán này mình thấy cái màu này nó rất là nóng đi mọi người. Sau khi mình vay một vòng thì mình thấy vào quán ai cũng cầm một cái máy điện thoại và tự sướng và tự selfie cho mình, và hoặc là ngồi bấm để xem những cái gì đó lướt lướt trên cái điện thoại rất là thú vị mọi người à. Thế giới thời bây giờ hiện đại 5.0 á mọi người, ai cũng cầm cho mình trên tay một cái chiếc điện thoại để lướt hết mọi người. Mình đi dạo một vòng, mình ra phía bên ngoài để mình xem thì cái không gian bên này như thế nào. Nếu như được thì mình sẽ ngồi ngoài này nha mọi người. Mình quay một vòng cho mọi người xem cái không gian ở bên ngoài. Cái không gian này là cái sân vườn nha mọi người. Mình thấy có cây cảnh nè và trang trí cái hồ nước nè, nhìn trông rất là đẹp. Thì mình đang đứng quay cái không gian bên này, nhưng mà mình thấy mình ngồi trong cái thời điểm này thì không thích hợp mọi người à. Trời rất là đang gió, mình ngồi về này thì nó hơi bị gió một chút. Thôi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong, mình sẽ ngồi phòng máy lạnh nha mọi người. Không gian bên ngồi này thì mình thấy cũng đẹp đó mọi người, nhưng mà mùa hè thì ngồi sẽ thích hợp hơn mọi người à. Thôi bây giờ mình đi vào bên trong nha mọi người. Mình đi vào lại bên trong thì mình đã chọn một cái góc này để ngồi. Sau khi mình ngồi thì họ mang nước ra cho mình. Trong thời gian mình order thì chờ đợi để nước ra thôi mọi người. Mình ngồi ngay cái không gian này thì nhìn xuyên qua tấm kính thì mình cũng thấy được cái sân vườn ở bên ngoài nha mọi người. Mình cũng ngắm được cây xanh này mọi người. Quán này ban đêm lên đèn mình thấy cũng lung linh đó mọi người. Rồi mọi người ơi, sau khi mình đợi thì nước cũng đang mang ra rồi mọi người. Mình có gọi một ly trà sữa khoai môn với một ly trà sữa cà phê chân châu nha mọi người.
Nhìn quán này pha nước cũng được đó mọi người. Nhìn hai ly nước cũng đẹp mắt và ngon hơn mọi người. Trước khi mình uống thì mình phải chỉnh chu hai cái ly nước này lại để mình selfie chụp một tấm để làm hình nền mọi người à. Rồi sau khi mình đã chụp và selfie cho hai cái ly nước này rồi. Ly này của nhỏ em. Còn ly này của mình uống trà sữa khôi môn. Mình vào quán cà phê hoặc là quán nước luôn luôn lúc nào cũng có tiếng nhạc và tiếng ồn mọi người. Nên mình phải tắt âm. Nhìn ly trà sữa khôi môn màu tím trông rất là đẹp và ngon ha mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng uống ly trà sữa khôi môn này với mình nha. Mình mời mọi người. Bây giờ chỉ bước uống và cảm nhận được ly cái trà sữa khôi môn này thôi mọi người. Không biết nói gì hơn thì mình thấy cũng ngon mọi người à. Wow, mình đang khát nước, mình làm một hơi. Mình làm một hơi đã khát quá mọi người. Cái ly trà sữa khôi môn này á, mình thấy uống cái vị nó béo béo của sữa này, thơm thơm của khôi môn. Nói chung là ok. Một cái ly nước này thì mình vào quán mình uống mình thấy giá cũng mềm lắm mọi người. Một cái ly nước này chỉ có 29.000 thôi mọi người. Nói chung là vào quán uống cái ly nước này 29.000 mình thấy cũng hợp lý mọi người à. Mình thấy cái không gian quán thì ngồi cũng được mọi người. Nếu như mùa hè nha, mọi người đi ngoài nắng mà khát nước nha, vào cái quán như vậy á, thì mọi người làm một ly nước và ngồi để thư giãn nghe nhạc nè. Và tránh được cái nóng, cái nắng bên ngoài nè. Thì cũng thấy là rất ok mọi người. Mình thấy cái quán này để cái bàn ghế mình ngồi mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Cái ghế này mình thấy một miếng nệm nè, rất là to và rộng. Ngồi rất là ok nha mọi người. Mà mình thấy cái quán này hơn mấy em nhỏ nhỏ này, tinh tinh nè, vào đây nè, ngồi uống thư giãn nè, chụp hình selfie rất là nhiều. Những cái quán như vậy á, thì vào á, có nhiều cái chỗ để selfie lắm mọi người. Chỉ cần bước vào quán ngồi uống một ly nước là có ngay vài tấm hình đẹp liền mọi người. Mình lại gần cái quầy để mình xem cái món khoai tây. Mình sẽ gọi một đĩa khoai tây nha mọi người. Mình thích cái món khoai tây lắc phô mai nè. Bây giờ mình gọi một cái món khoai tây lắc phô mai này mang ra để Nhâm Nhi mời mọi người nha. Rồi mọi người ơi, sau khi mình đã order thì em này đang tính tiền. Thì một cái phần mà khoai tây lắc muối phô mai thì cái phần này có giá là 37.000. Nói chung là vào những cái quán này thì mình thấy có mấy món ăn vặt cũng ngon lắm mọi người. Mình vay đây là cái không gian pha chế của quán này mọi người. Sau khi mình order một cái phần khoai tây chiên lắc phô mai, bây giờ mình phải đợi để cho họ mang ra cho mình nha. Mình quay một vòng để lấy cảnh của quán cho mọi người xem ha. Đây nè mọi người. Mình rất tiếc là mình vay mà mình không nói được tại vì có tiếng nhạc, đằng nào mình cũng tắt hết mọi người. Nên đành mình phải quay hình thôi mọi người. Rồi mọi người ơi, sau khi khoai tây lắc muối phô mai thì mình đã kêu họ đã mang ra này. Nhìn cái đĩa khoai tây lắc muối phô mai trông rất là ngon ha mọi người. Có một cái thêm một cái chén tương nữa nè, tương cà để mình ăn kèm. Nhìn hấp dẫn quá mọi người. Cái mùi của khoai tây chiên lắc muối phô mai rất là thơm. Cái món này chỉ cần nghe cái mùi thôi và nhìn cái món khoai tây chiên lắc muối phô mai là mấy em nhỏ rất là mê nha mọi người. Không hẳn là mấy em nhỏ mê đâu mà người lớn cũng mê nữa mọi người. Chỉ cần vào quán kêu một ly nước và một đĩa khoai tây lắc muối phô mai như vậy thì ra vừa ăn khoai tây nha, vừa uống nước nha, vừa ngồi thư giãn nha, nghe nhạc rất là thoải mái. Chỉ cần vào đây thưởng thức vài món ăn vặt và một ly nước thì rất là tuyệt vời nha mọi người. Mình vào đây thì có cái không gian mình ngồi nó cũng thoải mái nữa mọi người và cũng mát nữa mọi người. Rồi bây giờ mình lấy cái khoai tây chiên lên để mời mọi người cùng thưởng thức cái món khoai tây chiên lắc muối phô mai chấm với tương ớt này với mình nha. Mình chấm vào cái tương ớt nè, nhìn trông rất là ngon. Mình mời mọi người. Khoai tây trông rất là ngon. Ăn món khoai tây khát nước thì mình tiếp tục uống nước nha mọi người. Mình lại tiếp tục mời mọi người cùng uống nước của mình.
Đây này mọi người, cái ly sữa của mình uống thì cũng gần hết rồi nè mọi người. Mình tiếp tục mời mọi người nha. Rồi cuối cùng mình cũng đã thưởng thức một cái ly trà sữa khoai môn và khoai tây chiên lắc muối phô mai ở quán Amaya Garden. Rất là ngon nha mọi người. Đây là một buổi chiều mùng 4 Tết của mình đã xong một buổi chiều. Sau khi mình đưa mọi người đi uống nước ở quán, nếu như mọi người thích cái khung cảnh này và nước uống món ăn vặt ở đây thì mọi người cho mình một nút like, share và subscribe đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình bye mọi người, mình xin hẹn gặp lại mọi người.